Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kỳ cuối của câu chuyện Báo oán kinh hoàng. Cái chết cuối cùng khép lại tấn bi kịch của đại gia đình chết chóc bí hiểm ở Thái Bình. Để quý vị và các bạn hình dung lại được những bi kịch đã xảy đến liên tiếp với đại gia đình ông Trần Văn Trạng, thì chúng tôi xin được kể lại tuần tự vài dòng về loạt bi kịch này. Sau khi phá ngôi miếu ở vườn để xây dựng ngôi nhà, thì anh Trần Văn Viết là con trai của ông Rạng và bà Đào, bỗng bị đảng trí lẫn lộn, thường ngủ ly bì, rồi chết sau một cơn co giật cứng người. Anh Viết chết vào tháng 3, thì đến tháng 5, ông Trần Văn Rạng rơi vào trạng thái bị co giật tương tự, rồi chết sau một cú sốc, dù đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ không tìm được nguyên nhân nên chỉ có thể kết luận là tai biến mạch máu não đến trong ngày của ông rạng khi mọi người đang thực hiện lễ cúng do ông thầy cúng chủ trì thì bất ngờ hàng loạt người trong gia đình ông rạng đột nhiên lăn ra co giật miệng sùi bọt bất tỉnh nhân sự cả nhà anh trần văn úc anh úc là con trai thứ ba của ông rạng gồm có anh úc vợ là vũ thị nhung cùng cháu trần quốc khánh đều bất tỉnh nhân sự điều đau xót là cháu khánh con trai duy nhất của anh úc cháu nội của ông Rạng đã mất tại chỗ bà Nguyễn Thị Đào vợ ông Rạng là mẹ của anh úc cũng lăn ra co giật đúng hôm trăm ngày chồng bà Đào mất tại bệnh viện cùng ngày với cháu Khánh anh Trần Văn úc được chăm sóc ở bệnh viện Bạch Mai rất chu đáo nhưng ra viện hôm trước hôm sau anh cũng đột ngột qua đời tất cả những cái chết này đều được kết luận là mắc hội chứng não cấp Bác sĩ Phạm Duệ, khi đó là phó trưởng khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai tin rằng hiện tượng này là ngộ độc bởi loại hóa chất kê co giật. Tuy nhiên, tất cả các xét nghiệm đều không tìm ra loại chất độc nào gây nên triệu chứng chết người này. Mặc dù quá trình họ nằm viện, cứ lúc tỉnh lúc mê là tình trạng của những người trúng độc nặng. Sự kiện hàng loạt người lăn ra co giật, chết chóc trong bữa cúng trăm ngày của ông Rạng thật sự sốc với toàn thể họ Trần cũng như dân làng con cháu họ Trần ở trong vùng được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Cháu Trần Văn Bảo là con trai của anh Viết, đã được mẹ đưa thẳng vào Nam trong đêm để tránh khỏi mảnh đất đầy đau thương chết chóc này. Chị Vũ Thị Nhung là vợ của anh Úc cũng không dám trở về nhà chồng nữa. Thậm chí các hộ dân xung quanh dù không có họ hàng với gia đình ông Trạng cũng dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác sinh sống. Mảnh đất trộm mênh mông với tổng số 3 ngôi nhà khang trang cùng ba căn nhà ngang rộng rãi của đại gia đình ông Rạng, chỉ còn mỗi bà Phạm Thị Tâm. Khi đó bà đã 77 tuổi trụ lại. Con trai, con dâu cùng các cháu chắc đều đã vong mạng, khiến lòng bà đau như cắt. Dù sợ hãi lắm, nhưng bà là người còn lại duy nhất của gia đình, nên phải ở nhà để khói hương. Người đi về giúp đỡ cho bà Tâm là ông Nguyễn Văn Thung và ông Trần Văn Lương. Chỉ có ba con người già cả đó mới dám đối diện với cái chết tưởng như đang cận kề trước mắt. Họ hàng, ngày lo hương khói cho những người đã khuất, tiếp đón các nhà tâm linh ở khắp nơi về, trả lời hàng ngàn câu hỏi của các nhà khoa học, quan chức, lực lượng công an. Vào ngày 1 tháng 10, đúng một tháng sau hôm trăm ngày của ông Rạng, sau đúng một tháng, đám con cháu của bà nhất loạt lăn ra đất dãy đành đạch, thì bà Phạm Thị Tâm đã bị vận hạn ghé thăm. Theo lời của ông Nguyễn Văn Thung, hôm đó buổi sáng bà Tâm đang ăn cơm cùng hai đứa cháu thì bà kêu khó chịu, chân tay rung lẩy bẩy, sùi bọc mép rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân y như con cháu của mình. Gia đình đã khẩn cấp đưa bà đi bệnh viện Đa Khoa Thái Bình. Cũng theo lời ông Thung, bà Phạm Thị Tâm còn gọi là bà Khuê vì có chồng là ông Trần Văn Khuê. Ngày đó, nhiều người thắc mắc không hiểu sao bà Tâm là mẹ của ông Rạng, nhưng lại chỉ nhiều hơn ông Rạng, có 12 tuổi. Khi đó bà Tâm 77 tuổi, còn ông Rạng 65 tuổi. Thật ra bà Tâm là thím của ông Rạng. Bà Tâm là người ở xã Vũ Lạc, lấy ông Khuê, nhưng không có con. Ông Khuê thì mất sớm, bố mẹ ông Rạng cũng mất sớm. Nên ông Khuê nuôi dưỡng ông Rạng từ bé và coi ông như con ruột của mình. Vợ chồng ông Rạng từ trong sâu thẳm đã coi bà Tâm là mẹ và các cháu coi bà Tâm là bà, các chắc coi bà là cụ. Thậm chí, người dân trong vùng cũng không biết gia cảnh của ông Rạng và bà Tâm, nên họ mặc định là mẹ con. Họ cũng xưng hô là mẹ con, chứ không phải là thím cháu. Bà Tâm được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ phải luồn ống nội khí quản để bà Tâm thở dễ dàng nhằm tìm cách bảo toàn tính mạng cho bà tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến bà rơi vào trạng thái co giật nguy hiểm. Sau mấy ngày điều trị, bà Tâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, bà đã được đưa về phòng theo dõi. Bệnh viện bố trí một phòng riêng để tiện giám sát, cũng là để lãnh đạo đến thăm. Gia đình phân công hai người lên trông coi là em dâu, bà Bùi Thị Hợi. Bà Hợi khi đó 69 tuổi, ở xã Vũ Lạc và bố vợ anh Trần Văn Úc là ông Vũ Văn Bình, ông Bình lúc đó 52 tuổi, quê ở xã Vũ Đông. Tuy nhiên, hai người này vừa lên trong bà tâm được vài tiếng thì bóng búng rủng tay chân rồi lăn ra bất tỉnh, tay chân co giật đùng đùng ngay tại giường bệnh. Thế là hai người lên trong năm bà tâm lại tiếp tục nhập phòng cấp cứu. Điều kinh dị xảy ra ngay sau hôm hai người trong năm bà tâm phải cấp cứu, đó là bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp tục đón nhận gần chục bệnh nhân có biểu hiện tương tự, được chuyển lên từ nhà ông Thung khi họ đang gặt lúa cho đại gia đình nhà ông Rạng. Mặc dù các bác sĩ khẳng định bà Phạm Thị Tâm đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng sau đó đúng 20 ngày điều trị, theo dõi thận trọng, bà Tâm cũng đã qua đời sau một cơn co giật bất ngờ ngay trên giường bệnh. Ông Nguyễn Văn Thung vẫn nhớ như in cái cảnh tượng hôm đó, cái ngày mà bà Tâm chết vẫn ám ảnh tôi đến hôm nay, Hôm đó, khoảng 5 giờ chiều, nghe tin bà Tâm chết. Cả gia tộc họ Trần bỏ chạy tán loạn, không ai dám đến nữa. Dân làng thì không ai dám lại gần nhà ông Rạng, chứ đừng nói chuyện vào nhà. Những người dân gần nhà ông Rạng thì đã bỏ đi hết. Các nhà tâm linh, người chào thua, người cũng không dám đến nữa, vì họ cúng bái mãi mà cũng không có tác dụng gì. Hôm đó chỉ có mỗi tôi và ông Lưu trực chiến ở nhà ông Rạng. Xe cấp cứu đổ ở đầu ngõ, Bác sĩ và lái xe đeo khẩu trang kín mít, đẩy xác bà Tâm vào nhà. Mặc dù bà Tâm đã chết, nhưng họ vẫn đeo mặt nạ thở oxy, đưa xác bà Tâm vào nhà, bác sĩ tháo mặt nạ rồi bỏ đi. Lúc đó, nhìn cảnh giữa sân rộng rãi chẳng có ai, tôi hãi quá nên cũng bỏ về, mặc kệ ông Lưu. Nhà họ Trần còn đông người, con cháu bà Tâm cũng đông mà chẳng ai dám đến thì tôi hà cớ gì phải ở lại. Nói thì nói vậy, nhưng quả thật Tôi sợ ở đó thì mình cũng bị vật ngay thôi Tôi về nhà một lúc thì ông Lưu chạy sang nhà tôi Đề nghị tôi sang trong nôm sát bà Tâm cùng ông ấy Tuy nhiên tôi từ chối Tôi bảo trong nôm hưng khói cho bà Tâm không phải trách nhiệm của tôi Bà Tâm là con dâu của nhà họ Trần Chẳng có liên quan gì đến tôi cả Con cháu bà ấy còn sống thì chúng nó phải có trách nhiệm lo lắng chứ Sao lại tìm tôi Nghe tôi nói vậy ông ấy bỏ về Đến 9 giờ tối ông ấy lại mò sang tìm tôi, ông lưu bảo có mỏi mình ông ấy, ông sợ quá nên nhờ tôi sang giúp. tuy nhiên tôi cũng sợ nên nhất định không sang. nhờ vả không được, ông lưu đứng ở cổng chửi bới. ông bảo tao còn có mỏi cái xác già, còn sợ gì? thánh thần có bắt tao thì cứ trói tao vào mà đánh, đánh chết thì thôi. chửi đóng mấy câu rồi ông ấy ra về. cái đêm hôm ấy có mỗi cái xác bà Tâm đắp chiếu và ông Lưu trong nhà ông Rạng. Ông Lưu cứ sang thắp hương cho bà Tâm rồi lại bỏ về nhà mình. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây nhớ lại. Sau cái chết của bà Tâm thì quả thật dân làng vô cùng hoang mang. Con cháu cũng không dám đến làm tăng ma cho bà Tâm. Thấy tình hình căng thẳng và lại quá thổi phận cho bà Tâm, nên ông Bùi Văn Lượng khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ thị cho đóng cửa Ủy ban Nhân dân xã không làm việc nữa và yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên của xã phải đến nhà ông Trần Văn Trạng làm tăng lễ đưa bà Tâm ra cánh đồng. Khi đó, lòng dân hoang mang, đồng đại dị đoan ghê lắm. Nếu chúng tôi không bạo gan đứng ra làm việc đó, thì làm sao nói được dân chúng? Với lại, lấy ai làm tăng ma cho bà Tâm? Nói thật, khi đó anh chị em cán bộ xã cũng rung lắm nhưng đây không chỉ là góc độ tình cảm mà còn là nhiệm vụ chính trị nên không ai được lãng trách. Để thực hiện loạt bài giải mã những cái chết bí hiểm liên quan đến gia đình ông Trần Văn Rạng, chúng tôi đã phải gặp gỡ nhiều nhân chứng, cán bộ địa phương, những người trong gia tộc họ Trần. Tuy nhiên, khi tôi đề xuất vào khu nhà ông Rạng thì mọi người đều lắc đầu từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục thì ông Nguyễn Văn Thung vác theo con dao dài sang nhà bà nguyễn thị đào bà đào này là vợ của ông trần văn lưu chứ không phải là bà đào vợ của ông rạng ông thung thỏa thuận rằng nếu bà đào dẫn sang thì ông mới dám sang nhà ông rạng sau khi thắp nhang ở nhà mình bà đào dẫn chúng tôi sang nhà ông rạng khung cảnh hoang tàn biểu hiện trước mắt cơn bão sơn tinh đổ về thái bình năm ngoái quật cây cói đổ nghiêng ngã, mái ngói căn nhà ngang của ông Rạng và nhà anh Úc bay mất mái. Toàn bộ nhà trên, nhà dưới của anh Viết cũng trơ lại tường. Cỏ mọc, lúc gói, dây leo chằng chịch, lấp mất lối vào nhà anh Viết. Tôi vạch dây leo tìm vào nhà anh Viết. Sông càng đi càng tù mù, không thấy đường đâu cả nên phải quay ra. Từ nhà anh Rạng có con đường mòn lát gạch dẫn sang nhà anh Úc với hai lối nhỏ dẫn ra hai cái miếu được xây theo lời chỉ dẫn của thầy bói. Hai ngôi miếu cũng hoang lạnh với vài chân hương vung vải. Cạnh ngôi miếu là ao nước rộng mênh mông, nhưng bèo trùm kính không hở chút mặt nước nào. Mọi thứ đều hoang tàn, đổ nát như thể bị lãng quên lâu lắm rồi. Tôi tiến đến cửa chính nhà ông Rạng, gọi bà Đào ra mở cửa, thì bà Đào mới kêu quên mang chìa khóa. Bà tất tả chạy về để tôi và ông Tung ở lại. Tôi vén bức màn rèm che cửa, nhìn vào trong nhà thấy không có đồ đạc gì. Tấm vải đỏ che lấp lửng bàn thờ, bài biện trên một chiếc tủ nằm, lộ ra ngót chục di ảnh móc meo, loan lỗ, mạng nhện chăn kính. Chỉ có duy nhất bắt hương được tận dụng từ ấm pha trà, với vài chân hương đổ nghiêng ngã. Một cảnh lạnh lẽo, hoang tàn đến đau xót trong lúc chờ bà đào về tìm chìa khóa tôi tiến đến chỗ chiếc cửa sổ nơi mà ông thung đã kể rằng ngày trước ông đang ngủ hai cánh cửa này tự nhiên bật tung va đập chăn chát mà không có chút gió nào tôi vừa chạm vào cánh cửa thì rầm một cái cánh cửa bật tung rơi xuống đất ông thung hoảng hồn tái mặt nhưng tôi không thấy sợ hãi gì cánh cửa sổ lâu ngày không sử dụng nên dây cột cửa đã mục rơi ra cũng là điều dễ hiểu. Bà Đào là vợ thứ hai của ông Lưu, quê bà ở xã Bên. Ông Lưu là chú của ông Rạng. Vợ ông Lưu mất từ năm 50 tuổi, còn chồng bà Đào thì bỏ vào Nam lấy vợ khác. Cùng cảnh ngộ đơn thân nên bà Đào về làm dâu họ Trần. Mặc dù mới 60 tuổi, song bà Đào đã có địa vị cao trong dòng họ Trần ở làng. Theo lời của bà Đào, làm tăng lễ cho bà Tâm xong ông Lưu đi cúng bái gớm lắm. Khi đó, chỉ có mỗi ông Lưu Hương Khói chăm lo cho bàn thờ gia đình nhà ông Trạng và Hương Khói ở hai ngôi miếu. Ngày rằm, ngày dỗ, ông cúng ba bát cơm ở miếu. Cúng xong, ông đổ một bát cho con vịt ăn. Con vịt này để một đống trứng ở gốc cây. Sau đó nó làm ổ và ở luôn trong hầm của ngôi miếu. Chính vì thế mà chẳng ai dám động vào con vịt này. Ông Thùng dẫn tôi ra ngôi miếu ở sát bờ ao chỗ bụi tre và cây sung lớn. Chỉ hai bát hương trong miếu, ông thung kể, Hồi gia đình ông Rạng chết hết, tôi và ông Lưu vẫn dẫn một bà thầy đến cúng. Bà này thấy có tới 11 bát hương nên lắc đầu bảo thờ thế này thì không được. Ngày đó gia đình sợ hãi, lại lắm thầy nhiều ma nên cứ bốc bác hương vừa bãi đặt vào miếu, thờ đủ các thần thánh. Bà này bảo có tới 11 bác hương thì biết cúng ông thần nào. Chỉ nên thờ thổ địa và long mạch mà thôi Bà này thấp hương cúng bái nói rằng Vị nào không nằm trong phạm vi thờ cúng Thì tôi mời đi chỗ mát mẻ Xin xong bà này gieo âm dương được ngay Cứ mỗi lần gieo âm dương Thì hạ xuống một bát hương chín lần gieo được cả chín Nên hạ chín bát xuống Tuy nhiên khi còn lại hai bát thì gieo tới 20 lần không được. Lần gieo thứ 20, bác hương bốc cháy đùng đùng, sợ quá nên bà thầy cúng phải để lại hai bác theo lời bà đào ông lưu đã đi xem bói ở nhà của một ông ở huyện đông hưng ông thầy này phán rằng cái chết của bà tâm chưa phải là chấm hết mà người chủ sẽ là người cuối cùng bị vật ông thầy bói này ám chỉ người chủ chính là ông lưu người đứng đầu họ trần là chú ruột của ông rạng cũng là người thay mặt ông rạng đứng ra làm chủ lo lắng mọi việc cho con cháu ông rạng Chẳng hiểu lời ông thầy bói đó nói có đúng hay không, nhưng hai năm sau khi bà Tâm mất thì ông Lưu cũng ra đi vì bạo bệnh. Mặc dù ông Lưu qua đời là vì bệnh tật, tuổi già, nhưng bà Đào cũng như dân làng nơi đây đều liên hệ cái chết của ông với câu chuyện đầy bi kịch nhà ông Trạng. Còn một cái chết cũng bị đồn đại rùng rợn nữa là cái chết của trưởng thôn Phạm Văn Đức. Vào năm 2010, sau khi kiểm tra các cháu tập dợt cho ngày lễ trung thu, Khoảng 9 giờ tối, ông Đức lên giường ngủ sai. Sáng hôm sau, không thấy dậy, vợ ông gọi thì ông đã chết từ lúc nào, miệng chảy ra máu. Trước đây, ông Đức là người uống rượu sai, cầm gậy xua đuổi thầy cúng ở nhà ông Trạng. Nên người dân đã liên hệ cái chết bất đắc kỳ tử của ông Đức với chuyện thánh vật ở nhà ông Trạng. Theo lời ông Thung, ông Đức là người tốt, nhiệt tình trong công tác và được người dân quý mến hành động xua đuổi thầy cúng khi đó là do ông sai rượu chứ không có ý đồ gì xấu cả trao đổi với lãnh đạo xã thì ông đức vốn bị đau dạ dày nặng lại hay uống rượu nên ông qua đời vì chảy máu dạ dày chứ chẳng có chuyện ma hành thánh vật gì cả việc gắn cái chết của ông đức với chuyện nhà ông rạng là suy diễn vô căn cứ và cho đến ngày hôm nay Tấn bi kịch chết chóc của đại gia đình ông Trần Văn Rạng vẫn là một sự bí ẩn và khủng khiếp đối với người dân ở nơi đây. Vừa rồi là phần cuối của câu chuyện báo oán kinh hoàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.